Alo, Dạ, cho hỏi có phải là sư điện đạo của anh Thao ở ngoài Bắc không vậy? phải ạ. Dạ, cho em gặp anh Thao được không chị? Dạ, có vấn đề gì anh nhỉ? Dạ. Dạ, anh có nhu cầu gì, vấn đề gì ạ? Dạ, tại vì em hôm nay em đặt một cái lồng anh gửi vô rồi, em nhận hàng rồi, À thấy đấy, đẹp. Rồi bây giờ dạ. em tính đặt thêm ba cái cho anh gửi vô giùm em đó. À đấy ạ, đây đây gặp anh ấy nhé. Vâng, anh ơi. Alo, Alo. anh Thao à? Em Vâng Dương vâng. nè. Rồi. Hôm trước em có đặt một cái lồng cua quả đào mặt cắt cửa dơi mà anh gửi vô rồi, em mới nhận được ngày hôm qua đó. Dạ, nói chung thì lồng thì đúng như hình anh đăng, thì hàng em cũng nhận rồi. Bây giờ bạn bè đồ nó cũng thích, bây giờ em điện đặt anh ba cái anh gửi vô cho em nha. Đặt ba cái à? Ok, rồi rồi thế vẫn theo địa chỉ như hôm trước nhá, Dạ. vẫn theo gửi về cái địa chỉ như hôm trước nhá. Dạ, địa chỉ hôm trước anh gửi đó, em ở 56 Nguyễn Huệ, khu vực 3, phường Nhà Bảy, tỉnh Hậu Giang đó. Ok, Dạ. rồi rồi Thì là anh gửi vô ba cái cho em ha. ok, rồi rồi ok. Dạ, rồi Cảm ơn rồi bạn. anh nhận. Ok. À, đây là cái lồng chim cu gáy quả đào cửa rơi, bán cho anh em giá khởi giá niêm yết là 450.000 chưa có vận chuyển. Và các bạn có thể gọi số điện thoại là 0163 5305982 hoặc là chuyển khoản vào số tài khoản là 2210 205 156 681. Chủ tài khoản là Vũ Văn Thao, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Ba Vì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.